Xin chào các bạn nhé. Hôm nay shop mình xin giới thiệu đến các bạn các cái loại đế pin 18650, cái loại chân hàn này. Bạn nhìn này, thế rất là chắc chắn nhé. Chân hàn. Cái này sử dụng để lắp pin 18650. Hiện shop mình có rất nhiều sản phẩm đế pin nha các bạn. Cả pin tiểu cũng có. Từ 1 pin đến 4 pin lắp vào. Hoặc là các cái đế chân 18650, nhưng mà cái loại chân nò xo cũng có, thì các bạn có thể tìm trong danh mục sản phẩm của shop nhé. Tại vì trong cái danh mục đấy các bạn chọn các cái sản phẩm nó có thể là liên quan đến nhau, các bạn chọn sẽ dễ hơn và nó nhanh hơn. Các bạn nhớ nhập mã miễn phí vận chuyển. Tại vì shop mình thì các bạn nhập vào mã đấy vào có thể được giảm từ 18 đến 20 nghìn đấy. Xin cảm ơn các bạn.